Dạ thì sau khi làm bài tập tiếng rao ở Phú Yên với Quy Nhơn thì comment về một số khán giả cũng nói sau khi mình post lên cái post ấy, mà một số khán giả nói là gửi rất là nhiều luôn, rất nhiều thông tin mà mình thấy ở tại ngay thành phố Hồ Chí Minh nè, Sài Gòn này có chú. Chú là nhiêu tuổi chú? 61 rồi đó. 61 hả? Chú đâu biết còn không? Hả? Chú biết còn không? Ủa chú mới dọn hàng ra hả? Đâu, bán từ 1 giờ rưỡi tới giờ. Ủa chú bán giờ 1 rưỡi hả? À. Bình thường là chú bán từ mấy giờ tới mấy giờ chú? 1 rưỡi tới 6 mấy 7 giờ mà. 1 rưỡi tới... Nhớ đẩy một vòng về. À. Chú có coi cái chương trình tiếng rau không? Chú không rành mấy đó. Ủa chú không rành hả? À. Ôi. Thì con có làm một cái chương trình tiếng rau. Tiếng rau 4.0. Tức là con sẽ giúp cho mấy cái người mà bán vỉa hè nè. À. Đó. Chú bán lưu động không có đụng chỗ. Ủa dạ. Vậy là chú bán ở đây 1 rưỡi chú bán ở đâu? Lúc mai 1 rưỡi chú bán ở đâu? Ở đó đầu trong nhà ra là 1 rưỡi là bán được bàn cờ. Ủa nhà chú ở đâu? Nhà ở chợ Bàn Cờ đó. À, là chú nấu cái này từ nhà là chú ra đây? À, không. Nấu ra đường Bàn Cờ bán tới 2 giờ. Không, dạ. 2 giờ xong rồi mới đẩy vòng qua Cao Thắng. À, rồi mới tới đây. Vòng qua Cao Thắng bán khoảng tiếng hồ, 3 mấy, 4 giờ là lột ra 3 ngày. Dạ. Tại ngày nào chú cũng gì canh giờ để ta ăn á. Dạ. Ta canh mình đi dạy đẩy ngang mà ta ăn. Dạ. Đó. Là chú ngày nào cũng như ngày nấy rồi đó. À, ngày nào cũng chú bán cái này bao nhiêu lâu rồi chú? Khoảng 20 năm không? 17 năm. 17 năm. Rồi trước đó chú làm cái gì? Chú làm nghề xây dựng. Nghề xây dựng. À, mà lớn tuổi rồi bỏ nghề. Ủa lúc đó là 17 năm đó chú mới có 4 mấy à? À làm hết nổi à? 4 mấy. 4 mấy nghe chưa rồi. Là sao chú không bán món khác mà chú bán bún riêu với canh bún vậy? Tại vì tôi nhớ đâu mà. Chú tự nấu luôn? À không, có vợ chú phụ nữa. À vợ chú ở nhà nấu, rồi chú đây đi bán. Bộ cô không đi theo chỗ phụ chú hả? À? Không khỏi bán mấy này không cần đi theo chi. À cũng mình chú đẩy thôi. À. Ngày chúng mình chú bán nhiêu tô? Bán cầu cho coi như ngày 30-40 tô được rồi. Dạ. Kiếm 200 sống được rồi, sống mỗi ngày. 200-300 tiền lời á hả? À. Một tô chú bán nhiêu? 20-25. 25 mà bà bán chừng 40 tô là có 800 à, là còn 200. À. 100-200 gì đó, trăm mấy 200. À. Ngày nào cũng như ngày nãy. Chứ giờ lớn tuổi vậy, giờ làm gì giờ? Rồi cô chú có cho có con cái gì không? Có chứ, nhưng mà lớn hết rồi. Lớn, mà con thôi để con cái nó tự sống. Đúng, okay. Mình tự lo. Để mình còn lao động được. À, đó. Còn giờ lớn tuổi vậy còn không còn làm nữa. Dạ, còn phong độ hả? Đó là còn bác thấy không, các nhân vật nếu như mình có đủ duyên, có đủ may mắn mình làm cho, xin lỗi chú quý danh chú là cái gì? Chú tên gì? Chú Đức rồi nè. Chú Đức. Dạ nếu như mình có duyên mình nghĩ là chú Đức là một cái nhân vật rất là phù hợp để làm tiếng rau. Để tham gia cái chương trình tiếng rau của Coleman đúng không bà con? Hả? À, chúng ta có thể nhìn thấy cái xe của chú nè. Đó có một cái xe nhưng mà chú đẩy coi như là từ một ngày chắc phải đi mấy cây số á, đi từ Bàn Cờ. Bàn Cờ mẹo ra cũng 4-5 cây. Rồi thường chú bán tới mấy giờ là hết hả? Chúng nữa qua bên Nguyễn Thông nữa, chỗ mà giải bán hồng trái đó. À. Đậu đó là điểm cuối, xong rồi đậu đó điểm cuối hết luôn, hết là đẩy dài về. Rồi vậy là chú khác với mấy cái những người bên tiếng rau khác là họ sẽ đứng tại chỗ, đúng không? Đây là có lẽ đây là một cái nhân vật rất là đặc biệt là chú bán. Đứng chỗ này chú bán cho chú chạy qua chỗ khác cứ chạy liên tục vậy luôn. À, cứ đậu chỗ 15-20 phút rồi đi. Ồ. Không có đậu chỗ. Vậy thôi để con ăn lẹ chú đi ha. Rồi. Cái đó là mới đứng ăn không? Đi đi. Ăn không? Ăn canh bún là bún riêu nè, khỏi mà làm tô nè. Ba lấy ghế ngồi đây luôn đi, đâu có sao đâu. Đó, ngồi đi, ngồi. Ngồi đi, ngồi đi đó. Chú coi như là chú đem một cái chồng ghế nhỏ với một cái ghế lớn. Ra rồi. Cái ghế này vừa làm cái bàn luôn. Rồi, ok. Dạ. Muốn ăn gì? Anh muốn. Ông quyết hả chú? Ôi thơm quá đi nè. Con xin phép con gắn nghe chú cái micro chú nha. Chú xin con chờ đợi chú hàng. Hy vọng là con đủ duyên em thôi.
Em năm nay là 54 rồi. Dạ. Yeah. Đó, kêu anh là 61 phải không? 61 là 54 là coi như anh nhỏ hơn anh Sơn nhà mình nữa. Ồ, cũng được 2/3 nồi rồi hả anh? Không, chú bán có nửa nồi con. Anh bán có nửa nồi thôi. Bán buổi chiều mà, đâu có bán nhiều đâu. Hơn tới mấy giờ anh xong hết anh về? Bán hên xui à, hên yeah. Thì 6 giờ. Dạ. Đó, xui cũng coi như đẩy về dài về, sẽ 6 rưỡi, 7 giờ. Có bữa nào không còn gì không? Có chứ. Không có bữa nào là vẫn còn ế quá phải đẩy về luôn còn còn không? Không, cũng còn. Còn không đến nổi. Dạ dạ dạ. Tại vì mối cho mối người ta biết đúng không? Dạ, dạ. Chú bán lâu rồi dạ, mối nhiều lắm. Dạ. Rồi em ăn canh bún nha. Dạ. Nói em đi, em nhỏ anh có mấy dạ, tuổi rồi. À? Okay. Mấy đứa này là kêu bằng chú đúng rồi. Đó, cho em một tô canh bún. Đặc biệt là rất là thơm nha. Thơm lắm, thơm phức luôn. Rồi cái kiểu này giống như là bún riêu chạy vậy đó. Mà không phải là người ăn chạy mà cái người bán chạy. Nói chung mình bán buổi chiều nó cũng dễ thở. Dạ. Yeah. Nó mát không anh? Dạ. Má không mát là một, cái hai nữa đô thị nó làm biến đi đó. Ta không kiếm chỗ nào anh ấy anh xin anh đứng luôn chỗ dễ bán không? Không quẹ rồi coi ơi. Đậu một chỗ nói chung là trời, bây giờ người ta cũng hạn chế tiêu xài lắm. Dạ. Đậu chỗ bán chém chỗ vài tô cái ngày đó chém luôn ha. Chẳng hà đi vậy mà có người ăn. Trời ơi, vậy cái này không biết lúc mà làm tiếng làm chương trình tiếng rau làm sao luôn á. Vừa bán vừa chạy hả trời. Canh bún, canh bún. Ôi, bún riêu với canh bún luôn nha, có cả hai món luôn nha, bà con cô bác thân mến. Rồi tô bán thì có 20 ngàn vậy anh. À, giờ anh vẫn bán 20 ngàn sao ấy được ta? Nếu mà có trái cây là 25 ngàn. Dạ. Đó, còn không có trái cây là 20. Thế, nhiều khi 10 ngàn, 15 ngàn tôi cũng bán nữa. À, thấy thấy là bán luôn. Ờ, cứ ai muốn ăn rồi là bán rồi, hỏi nhiêu, ăn nhiêu. Dạ. Đó. Chứ bảo là 10 ngàn, chơi 10 ngàn luôn, không có gì đâu. Chứ không có chén. Trời ơi, cái thùng nè, bỏ để bỏ em mà đang dư đổ vô đây. Đấy. Coi như tất cả là chỉ có một chiếc xe nhỏ xíu vậy thôi. Mỗi ngày là anh Đức hả? Mỗi ngày là anh Đức đi coi như là 4-5 cây số, ngày nào cũng như ngày đấy hết. Bán điểm này bỏ bán điểm này xong đi điểm kia, bán điểm này đi điểm kia, đi từ quận 3 qua tới quận 10. Trời ơi quá đỉnh. Canh bún bún riêu thôi, đang canh bún đi, lâu quá mà canh bún. Thơm quá vậy anh. Ở nhà chị nấu ha. Chị nấu. Coi như nói chung là ai nấu cũng được hết. Anh cũng nấu được phải không? Công thức thì có rồi. Thơm quá. Đâu này mà anh mà có chỗ thuận lợi anh bán chắc là anh bán đắt lắm á em nghĩ. Rồi. Trời ơi cùng cua cho quá trời luôn. Trời ơi có đó 20-25 ngàn quá rẻ luôn là con cô bác thân mến. Dạ rồi. Có ăn ớt không kìa? Vậy là tô này không có ớt anh ăn tô dạ, em ăn tô này đấy. Trời. Em thì ớt hơi nhiều chút. Rồi ok. Mà đúng rồi cái môn này phải ớt cay với dạ, mắm đó. Rồi vô mà ăn ớt nhiều quá thì bà con la nó bán cho ông ông này là ông lỗ vốn luôn đấy. Xuất sắc. Cái giờ này mà giờ là khoảng gần 5 giờ chiều bà con bán mà ngồi ăn bún riêu với canh bún là thôi đỉnh. Ồ, đây là bé mi ti trong huyền thoại, trong truyền thuyết. Đó. Không ăn khổ quá. Đó. Còn còn ngon cái ghế nữa kìa. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Chu đáo chưa? Nhiều khi mình bán gọn gọn chứ nhiều khi dạ. trước cửa hàng ta đuổi. Dạ. Đó, nó khổ vậy đó. Đúng rồi, ngay đây là chỗ người ta buôn bán tùm lum hết, người ta kinh doanh nữa.
một ngày anh bán 40 tô. Trời. Bữa hết hên xui. Nhiều khi không tới nữa. Kệ cũng phải về tối rồi. Anh có tin là một tiếng đồng hồ mà em ra em đứng bán phụ anh á là em bán được 200 tô đó. Yeah. Một tiếng rồi đó. Em giúp cho em làm mấy chương trình với mấy bà con khác rồi. 200-250 tô luôn. Chỉ sợ anh nấu không nổi thôi. Anh nấu đầy nồi thì được thôi mà anh nói được rồi, nửa nồi được rồi. Nửa nồi hả? Không có lên được. Không lên nổi đâu. Không lên nổi là anh sợ bán không nổi hay là sao? Hay là nấu không nổi? Không bán một buổi thôi, một bữa một. Một bữa một tiếng hồ. Để em bán cho anh tổng cộng 200 tô. Đó. Địa điểm bây giờ mình sẽ kiếm cái địa điểm. Em sẽ kiếm cái địa điểm để anh đứng đó xong em kêu gọi khán giả đến ủng hộ anh. Đó. Bà con bán gì cho chắc ăn luôn. Thời buổi kinh tế của căn. Không phải cái này là em làm giúp cho anh đó. Chú vẫn chưa hiểu. Đó bà con bác thấy không, mỗi lần mà đi gặp được một nhân vật mà thú vị là mừng lắm. Nhưng mà rồi thuyết phục nữa là cả một vấn đề nha. Bình thường anh bán một tô à 20 ngàn. Hôm đó khán giả của em ra ủng hộ anh là một tô. Họ muốn cho bao nhiêu cho luôn. Mà trung bình là chương trình, ví dụ em làm cái chương trình này thì chương trình là hỗ trợ ra anh là 20 triệu. Rồi em nếu em không bán được cho anh 200 tô thì em nộp thêm cho anh 10 triệu nữa là 30 triệu. Rồi khán giả nữa ủng hộ anh nữa là em bảo đảm một buổi bán vậy không có dưới 40 triệu. Rồi toàn cái đô hộ đó là em gửi anh hết. Ừ. Con yêu cầu là đã biết rồi, nó lại sẽ mua ăn chú rồi, đúng mời chú mừng rồi. Không, anh tham gia kỷ niệm. Kỷ niệm. Không, để có gì anh em nói mấy đứa nhỏ nó gửi dành coi cái video em làm bảo đảm mình thích. Những cái chú Đức mà tham gia được là quá hay đúng không quý vị các bạn. Nhân vật quá hay. Và đặc biệt cái món ăn rất là ngon. Món ăn này là món ăn bao nhiêu bạn dân văn phòng công sở ai cũng mê. Anh được mấy cháu anh? Hai cháu lớn còn cháu nhỏ. Hai cháu lớn có gia đình. Nhỏ nhất bao nhiêu tuổi anh? Nó làm lớp 8 rồi. Rồi, con nhỏ chứ vậy? Năm nay học lớp 8. Rồi. Vậy là mới có mười mấy tuổi à, 15 tuổi à? 14 tuổi à? Rồi lớn hơn con gái em có 3 tuổi à? Rồi có con nhỏ dữ vậy? Đúng vậy mà. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Không có dừa. Nhiều cua chả. Nhiều không? Thấy vậy nha, mời luôn dễ nha. Trước chưa biết chương trình luôn á. Ừ. Thôi giao nhiệm vụ cho hai đứa mời. Đó luôn quá hả? Chắc chắn là quý vị các bạn đều rất đồng tình với Alamem rằng là chú Đức rất là dễ thương. Đó, hôm nay ba bé Mity lên sóng rồi. Đây là bé Mity, đây là em của Mity. Đây là Miri, đây là Mity. Đây là Mihi chú anh lộn. Mihi.
tên Hiền đặt qua tên là Mi 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 Hi luôn. Ừ, ấm mát không? Ừ, ấm mát. Đầy đủ đồ chơi không? Ừ. Còn có 20 ngàn ăn mở kiểu luôn. Bán mang đi thì chú sẽ bỏ vô trong một cái một cái tô nhựa như vậy. Nói khoảng 20 rồi con. Rồi có rất nhiều bạn đến ủng hộ chú vậy. Chưa bụng lá đen bánh tráng trộn tiếp. Ngày bán gì có 40 tô rồi trời. Rồi cho em gửi. Rồi. Em chưa bụng lá em đi ăn tiếp. Chú đi rồi. Bán đi anh ăn xong rồi. Rồi chú cho em trả tiền đi. Rồi chú làm việc. Đây. Cho em gửi tiền. 3 tô 75. 3 tô 75. Dạ. Rồi đây anh gửi. Đây này em đi xây anh. Lấy hình. Rồi cảm ơn em. Dạ. Rồi anh giữ luôn đi. Coi như bữa nay là. Đâu có đàng hoàng chứ, đâu có. Hả? Hả? Cạnh alo, cạnh alo lấy không? Trời ơi, bán cái đâu. Hỏi bán cái gì? Dạ. Thôi đi nha. Thôi có gì em xin phép là để nghe mấy đứa nhỏ nó sẽ liên lạc lại với anh nha. Rồi giải thích cho anh cái chương trình này em làm mà vừa phát sóng trên truyền hình vừa phát sóng trên cái kênh của em. Dạ. Thì mục đích là thường em làm cái chương trình này thì để cho các mấy nhân vật giống danh đi đó bán, có người bán chè, có người bán hủ tiếu, có người bán bánh mì, nhưng mà tức là phải tự mình nấu nè. Đó cái quan trọng nhất là phải tự nấu. Cái này thì anh tự nấu rồi mình làm mặc dù là mình lớn tuổi nhưng mà mình không có sống nhờ con cái, không có cầu xin tình thương gì đó, mà mình tự mình lao động đó. Với lại cái này là cái chương trình tiếng rau, anh nhớ hồi trẻ hồi nhỏ nhỏ đó là cứ nghe ai gì đó thì em muốn là gợi nhớ cái hình ảnh đó, tức là cái tiếng rao nó trở thành một cái nét văn hóa rất là quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn. Đó là những nhân vật như vậy là sau này là kỷ niệm, chứ sau này rồi nó hiện đại quá đâu có còn ai mà đi buôn gánh bán bưng như này. Đúng đó không anh? Dạ. Thì có gì được thì anh tham gia. Dạ tham gia anh giúp em. Tại vì thứ nhất là chúng em, thứ hai nữa là còn quảng bá thêm anh này với anh, nó để lại kỷ niệm. Dạ ok anh ha. Đó để lại đó, mối luôn, khách mối luôn. Cái khách này chắc ăn mỗi ngày quá. À em làm đây hả? Ok. Ở buổi chiều thì xe cộ rất là đông đúc trên cái đoạn đường này, ở đường 3 tháng 2 mà cái vùng binh ngã 6 này, rất xe rất là đông đúc. Có một cái xe rất là xe nhỏ xíu của anh Đức ở đây đó, mà cứ lầm lũi đẩy đi rồi lát anh đẩy qua tới bên Nguyễn Thông luôn. Và hy vọng là Coleman sẽ đủ duyên để làm một tập tiếng rao với anh Đức hay là chú Đức đó. Số bạn thì sẽ là chú Đức, còn mình là anh Đức.
cái bún riêu, canh bún của chú ngon lắm luôn. Mà hiếm thấy cái hình ảnh một người đàn ông lớn rồi ha, lớn tuổi rồi, coi như là thất thập cổ lai hy rồi, mà vẫn lầm lũi ra đường mà rất là lạc quan, rất là vui, nói chuyện vui lắm luôn mình nghĩ nè. Dạ là anh đẩy đi tiếp. Những khi ở nhà. Dạ. Đi giao đường vui ở nhà đó. À dạ. Đẹp. Dạ. Để giao đi đâu mình tiếp xúc nhiều. Dạ. Anh quê ở đâu anh? Tôi sống ở thành phố nhỏ lớn. Ủa, em thấy anh nói chuyện giống như người Hoa ấy vậy. Không. Không phải. Dạ. Ở gần người Hoa thôi. À ra cái giọng anh nói. Dạ nói chuyện hơi giống người Hoa. Đúng rồi, ai cũng nói anh bộ chú người Hoa á. Dạ. Đó là phố mẹ tao. Dạ. Tao cho lớn rồi. Dạ. Chúng tao Trung Quốc. Không. Em nói nghiêm túc á là em sẽ giúp anh bán hàng bài tại bằng cách là em sẽ livestream kêu bà con ta ủng hộ cho anh. Em làm tới mười mấy tập rồi, cái mùa này mùa thứ hai rồi, để có gì em nói mấy đứa nhỏ nó gửi cái video á qua anh coi, anh sẽ nó biết là anh sẽ rất là thích, coi như kỷ niệm cái nghề của mình á, thấy không, mình nấu ăn ngon rồi kỷ niệm cái nghề mình, với lại cái tinh thần mình lạc quan hay mình chia sẻ lại vậy thôi. Với lại cái này nó là một cái nét văn hóa ẩm thực đường phố của thành phố mình. Rồi vậy anh ha. Dạ. Dạ. Rồi cái gì vậy? Cái gì mà mới đi xin số chú được không? Xin số chú đi xong liên hệ nói chuyện với chú, trao đổi chi tiết thêm. Có rồi hả? Dạ có số rồi. À ok. Dạ rồi vậy anh đi nha, em chạy tiếp. Dạ. Xa đó, nãy em chụp cái xe với chụp chú đẩy từ kia là